Những dịch bệnh kinh khủng nhất lịch sử thế giới. Những dịch bệnh này đã bùng phát và giết chết hàng ngàn người trên thế giới một cách rất đáng sợ. Dưới đây là những đại dịch khiến nhiều người bị lây nhiễm và thiệt mạng nhất trong lịch sử nhân loại do trang web Lisvert tổng hợp. 1. Bệnh tả. Bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Fibro cholerae gây ra. Độc tố của vi trùng này gây tiêu chảy nặng, kèm theo mất nước và có thể dẫn đến tử vong. Bệnh tả xuất hiện ở châu Á khoảng 600 năm trước công nguyên và nơi bắt nguồn là Ấn Độ. Bệnh tả lây lan qua đường nước bị ô nhiễm. Chính vì vậy mà nguy cơ xuất hiện dịch tả cao nhất thường ở những vùng có chiến tranh hay thiên tai hoặc người dân sống trong điều kiện thiếu vệ sinh. Năm 1832 ở London có 55.000 người chết do dịch tả. Và năm 1867 ở Ý, con số này tăng lên tới 100.000 người. 2. Sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là một nhóm các bệnh do một số họ virus sau gây ra. Arena virus, Filoviridae, Univiridae và Flavivirus. Sốt xuất huyết hiện đang là bệnh xảy ra khá phổ biến. Nếu không được phát hiện, chuẩn đoán sớm và xử trí kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy, không nên chủ quan khi đối diện với sốt xuất huyết vì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Chỉ riêng ở Việt Nam, tỷ lệ người trên 15 tuổi mắc sốt xuất huyết tại các tỉnh phía Nam đã tăng từ 14% lên đến 30% và đang có xu hướng tiếp tục tăng. Hàng năm, có tới 50 đến 100 triệu người bị nhiễm sốt xuất huyết và 25.000 người trong số đó đã tử vong. 3. SARS. Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, bùng phát ở Hồng Kông. Chỉ trong vòng vài tuần, mầm bệnh đã di cư từ Hồng Kông sang rất nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Canada hay Singapore. Nó trở thành một đại dịch với 8.422 trường hợp nhiễm bệnh và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Hiện nay, không có cách chữa hoặc thuốc chủng ngừa SARS. 4. Ebola. Con người có thể bị nhiễm virus Ebola do tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể của động vật bị nhiễm, thường là khỉ hoặc loài dơi ăn trái. Tính tới ngày 3 tháng 10 năm 2014, đã có 7.497 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh. Trong số đó, có 3.439 người đã chết. Dịch Ebola từng xảy ra năm 1976 ở Tây Phi. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận trong vòng bán kính 70 km của làng Jambuku. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, dịch sốt xuất huyết Ebola bùng phát ở Tây Phi đang lây lan một cách nhanh chóng và vượt ngoài khả năng kiểm soát. Hiện chưa có loại thuốc đặc trị cho bệnh nguy hiểm này. 5. Lassa fever. Bệnh nhân Lassa đều có những triệu chứng tương tự như bệnh nhân Ebola. Căn bệnh này được phát hiện vào những năm 1960 và cũng có nguồn gốc từ Tây Phi. Nó đã lấy mạng hơn 5.000 người, có 300.000 tới 500.000 người mắc bệnh Lassa mỗi năm. Tuy có nhiều nghiên cứu đã thực hiện, nhưng tới nay vẫn chưa có thuốc đặc trị cho loại bệnh này. 6. HIV-AIDS. HIV-AIDS đã lan nhanh khắp thế giới với sức tàn phá kinh khủng. Theo một báo cáo, cho tới nay có khoảng 40 triệu người trên khắp thế giới đang phải sống với căn bệnh quái ác này. Nhiều người trong số họ còn không biết mình đang mắc bệnh. Đại dịch HIV-AIDS không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của con người mà còn có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia. Một người nhiễm HIV có thể sống lâu dài và khỏe mạnh, thanh thản và vui vẻ. Nhưng cuộc sống của họ sẽ thực sự thay đổi. Nó đòi hỏi người ta phải có nghị lực rất lớn mới có thể vượt qua. Sống với căn bệnh này không hề dễ dàng. Do đó cần bổ sung kiến thức cho bản thân để không bị mắc bệnh, cũng như không kỳ thị người nhiễm HIV-AIDS. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé.